Chào mọi người, mình là May và đây là Hit Her Drama. Khi bạn là người nổi tiếng và cuộc hôn nhân mà thế giới đặt cho nó cái tên là đẹp như mơ của bạn đổ vỡ thì một cái lý do không hợp trong tính cách, nó chẳng làm cho đám đông hài lòng. Và tất nhiên rồi, xoay quanh câu chuyện ly hôn của cặp đôi Song Hye Ki và Song Hye Kyo là một lô một lốc các tin đồn. Tại sao họ lại ly hôn? Phải chăng có sự xuất hiện của con giáp thứ 13? Hay là do tình yêu không có lỗi lỗi ở bản thân? Hay là do bị cắm sừng sắp phải bị đổ vỏ? Hay là do đơn giản là do bất đồng với bố mẹ chồng? Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng May tổng hợp lại tất cả những tin đồn liên quan đến cặp đôi những ngày này nhé. Sáng ngày 27 tháng 6, Song Hye Ki và Song Hye Kyo đột ngột thông báo đường ai nấy đi. Và trong khi nam diễn viên không hề đề cập đến nguyên nhân cụ thể, thì vợ của anh thông báo rằng cả hai ly hôn vì sự khác biệt trong tính cách, không thể dung hòa. Tuy nhiên, dư luận đều tỏ ra không tin tưởng chia sẻ của Song Hye Kyo. Vì sao lại như vậy? Bởi vì dân mạng đồn đoán rằng không chỉ đơn phương đệ đơn ly hôn, Song Hye Ki còn có những lời ẩn ý nhắm vào Song Hye Kyo và úp mở về việc là đằng sau chuyện ly hôn của họ là cả một câu chuyện phức tạp. Cụ thể, trong thông cáo chính thức gửi báo chí về tin tức ly hôn, Song Hye Ki đã viết: "Tôi đã bắt đầu sắp xếp thủ tục ly hôn với Song Hye Kyo. Chúng tôi đều hy vọng có thể dàn xếp quá trình ly hôn một cách suôn sẻ, thay vì tố cáo lẫn nhau hay tranh cãi lỗi lầm thuộc về ai." Song Hye Ki cũng nói trực tiếp rằng tốt hơn là hãy nghĩ hai người đã ly hôn thay vì chỉ trích nhau. Hôm 28 tháng 6, kênh truyền hình Channel A cho biết rằng Song Hye Ki đã đệ đơn ly hôn mà không thông qua thảo luận với vợ. Anh trực tiếp gửi đơn lên tòa án hôm 26 tháng 6 và công bố với truyền thông vào sáng ngày 27 tháng 6. Từ đây, dân mạng đặt ra vô vàn dấu chấm hỏi. Có người cho rằng là trong luật pháp Hàn Quốc, nếu là người sai sẽ không thể đơn phương đệ đơn ly hôn, bởi vậy chắc hẳn Song Hye Kyo là bên có lỗi. Cùng với nguồn tin thân thiết nào đó được cho là bạn của Song Hye Ki cho biết, quyết định của Song Hye Ki là lời cảnh cáo với Song Hye Kyo. Anh muốn cô ấy hiểu rằng có thể tiết lộ mọi thứ nếu Song Hye Kyo nói dối về cuộc hôn nhân của họ hay là nguyên nhân ly dị. Trước đó, sự rạn nứt trong cuộc hôn nhân giữa Song Hye Ki và Song Hye Kyo đã âm ỉ từ lâu khi mà họ thường không đeo nhẫn cưới hay là không còn được trông thấy xuất hiện cùng nhau nữa, và thậm chí còn rộ lên hàng loạt nghi vấn ông ăn trả, bà ăn nem. Tại Hàn Quốc, các nghệ sĩ thân thiết thường ủng hộ dự án mới của nhau bằng việc chuẩn bị xe đồ ăn hay đồ uống cho đoàn làm phim hoặc đăng bài lên mạng xã hội như Twitter hay Instagram. Có thể nói Biên Niên Sử Ác Đan là một bộ phim quan trọng trong sự nghiệp của Song Hye Ki. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình ghi hình thì Song Hye Kyo không đả động gì đến phim của chồng. Ban đầu thì nhiều fan cho rằng là cặp đôi không nhất thiết phải thể hiện sự ủng hộ trên mạng xã hội, bởi vì vốn Song Hye Kyo là một người rất ít đăng về công việc. Tuy nhiên, cô lại công khai đăng hẳn tấm poster bộ phim điện ảnh Thẩm Phán có sự tham gia diễn xuất của Park Hyun-sik. Đây cũng là thời điểm sau ồn ào rạn nứt của cặp đôi song song. Park Hyun-sik và Song Hye Kyo hoạt động trong cùng một công ty quản lý. Có thể đây chỉ đơn giản là một động thái ủng hộ gà nhà. Tuy nhiên, dân mạng cũng cảm thấy là không có lý do gì để ủng hộ đàn em được mà lại không ủng hộ chồng. Rồi vào tháng 2 năm nay, trang Apple Daily tiết lộ Song Hye Ki ngoại tình với bạn của vợ. Đó là một chuyên viên trang điểm. Cô gái này sau đó đã phải chia sẻ ảnh chụp cùng Song Hye Ki như một nỗ lực để dập tắt tin đồn ngoại tình ngày càng lan rộng lúc bấy giờ. Và cách đây 3 tháng, Song Hye Ki tiếp tục dính thêm tin đồn. Lần này là với bạn diễn Kim Bok Bin trong Biên Niên Sử Ác Đan. Một số trang tin Trung Quốc cho biết là cả hai đã dọn về sống chung với nhau. Cộng đồng mạng cũng đã cung cấp thông tin từng bắt gặp Song Hye Ki và người tình ở nhà hàng và tại quê của anh. Thậm chí trang QQ này còn khẳng định Song Hye Ki cùng Kim Bok Bin ở chung một phòng suốt quãng thời gian phim quay ngoại cảnh. Chưa hết, Song Hye Ki và đồng nghiệp nữ này còn ngồi chung xe từ phim trường ở tỉnh về Seoul, Hàn Quốc. Trước tin tức trên thì hai nghệ sĩ này đều giữ im lặng. Tương tự như ông xã thì Song Hye Kyo cũng bị tố có quan hệ ngoài luồng với bạn diễn trong lúc quay phim chung. Và nhân vật nam chính bị nghi lần này là Park Bo Gum, tay tử kém Song Hye Kyo 12 tuổi. Nhiều nguồn tin bật mí là cặp chị em đã phim giả tình thật trong lúc đóng chung dự án phim Encounter. Một blogger đã đưa ra chi tiết về nghi vấn Song Hye Kyo ngoại tình như sau. Song Hye Ki phát hiện Park Bo Gum chủ động nhắn tin mập mờ cho Song Hye Kyo. Trong thời gian Song Hye Ki đóng phim bên ngoài, anh phát hiện vợ mình chủ động quyến rũ Park Bo Gum qua camera giám sát trong nhà tới 2 lần. Nếu là sự thật thì đây sẽ là một tình huống không thể trớ trêu hơn khi mà Park Bo Gum lại là đàn em thân thiết cùng công ty quản lý với Song Hye Ki. Và theo QQ thì cặp đôi Encounter bị đồn là qua lại với nhau, nhưng mà công ty chủ quản lại muốn giấu tin tức, đồng thời đứng về phía Park Bo Gum khi mà Song Hye Ki sắp hết hạn hợp đồng. Cũng vẫn là QQ, trang này đăng rằng trên mạng xã hội còn rộ lên tin đồn Song Hye Ki có thai nhưng mà đứa trẻ lại không phải là con của Song Hye Ki, và rằng tin tức này vốn được dò dỉ qua nguồn tin từ nhân viên sở cảnh sát. Bên lề thì mình cũng khá là thắc mắc tại sao mà tin tức về sao Hàn mà truyền thông của Trung Quốc và truyền thông của Đài Loan lại biết rõ đến như vậy, thậm chí là thông tin còn nhanh lẹ hơn cả báo đài Hàn Quốc cơ.
Tuy nhiên thì cũng phải công nhận một điều là mặc dù là đăng một đống những cái tin đồn lên như vậy, thế nhưng mà trang QQ này vẫn còn có tâm khi mà họ đã viết thêm rằng là xung quanh những cái vấn đề mà họ đăng lên thì vẫn còn rất là nhiều nghi vấn. Khi Song Yong Ki đột nhiên công khai đã đệ đơn ly hôn, cả Song Hee Kyo và công ty quản lý đều không hề hay biết, phản ứng rất bị động và không hề giống với việc sợ chọc giận Song Yong Ki. Ngoài ra sau khi kết hôn thì Song Yong Ki vẫn luôn ở nhà của Song Hee Kyo. Chẳng nhẽ là Song Yong Ki lắp camera trong nhà mà Song Hee Kyo không hề hay biết. Ngoài ra thì phản ứng của cư dân mạng xứ Hàn với Song Hee Kyo trên mạng xã hội từ lâu nay đã không mấy tích cực, nên khả năng anti-fan cố tình tung tin bôi nhọ cũng là điều có thể xảy ra. Khi cả hai tuyên bố ly hôn, nhiều tin đồn rất khó có thể kiểm chứng thật giả và mọi người thì đều chờ đợi những động thái mạnh mẽ từ phía hai công ty. Bên cạnh đó thì ngay khi bị đồn là người thứ ba, thì phía tài tử Park Bo Gum, người mà nằm không cũng dính trưởng, đã nhấn mạnh tin tức vụng trộm với đàn chị là hoàn toàn vô căn cứ và lố bịch. Đồng thời, công ty quản lý của anh tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp để xử lý các chủ đề không hay về Park Bo Gum và chuyện ly hôn giữa Song Yong Ki và Song Hee Kyo. Một nguồn tin khác, vào ngày 30 tháng 6 vừa rồi, tờ TV Chosun đã có bài phỏng vấn độc quyền với ký giả họ Shin, người đã đưa tin về việc Song Yong Ki và Song Hee Kyo ly hôn. Người này tiết lộ rằng Song Song đã bất hòa một khoảng thời gian dài. Trong giới cũng đã dâm ra tin đồn về việc là Song Hee Kyo ngoại tình với Park Bo Gum khi mà đóng bộ phim Encounter. Vậy nhưng những người thân thiết bên cạnh nữ diễn viên lại tiết lộ rằng sau khi đóng xong Encounter thì Song Hee Kyo sẽ chuẩn bị cho quá trình mang thai. Và nếu như kế hoạch thì trong vòng 2 đến 3 năm tới cô sẽ không nhận đóng phim. Tại một sự kiện ở Singapore hồi tháng 4 vừa rồi, Song Hee Kyo cũng thổ lộ rằng cô dự định sẽ không đóng phim để tập trung cho gia đình. Và nếu tin tức này là đúng thì hẳn là việc ngoại tình với Park Bo Gum trở nên vô lý. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau thì cô lại dập tắt ý định đó và chuẩn bị đóng bộ phim tiếp theo. Việc Song Hee Kyo quyết định mang thai rồi bất ngờ dừng kế hoạch này rất có thể là do mối quan hệ của hai vợ chồng nảy sinh vấn đề. Tiếp theo đó, Song Hee Kyo bị phát hiện là tháo nhẫn, xóa loạt ảnh hai vợ chồng bên nhau trên mạng xã hội. Và phóng viên Shin cho biết hai tin đồn trên xét về khoảng thời gian là không xa nhau. Ban đầu thì anh cho rằng đây là thông tin giả, nhưng mà thật không ngờ sau khi tìm hiểu liền phát hiện cặp đôi đã rời khỏi căn nhà tân hôn. Tiếp đó lại xác thực được tin chuẩn bị ly hôn. Diễn biến mới nhất của sự việc này đấy chính là sáng ngày hôm nay mùng 1 tháng 7 thì một số phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng Song Yong Ki đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn với báo giới. Theo nội dung các bài báo này, Song Yong Ki phủ nhận mạnh mẽ những tin đồn liên quan đến chuyện Song Hee Kyo ngoại tình mang thai với Park Bo Gum. Đây được xem là lần đầu tiên nam diễn viên ủng hộ và bảo vệ Song Hee Kyo sau khi đệ đơn ly hôn. Tuy nhiên, fan hâm mộ của Song Yong Ki đã khẳng định rằng không hề có bất kỳ bài phỏng vấn nào. Trong suốt quá trình từ ly hôn tới hôm nay, Song Yong Ki chưa bao giờ đáp lại những tin đồn liên quan tới bê bối ngoại tình giữa Song Hee Kyo và Park Bo Gum. Hiện tại thì công chúng chia làm hai phe sau khi nắm được loạt thông tin này. Một bên thì chỉ trích Song Yong Ki vì cho rằng anh quá nhỏ mọn và đã cố tình nhắm vào vợ là Song Hee Kyo. Một bên thì tất nhiên rồi, chĩa mũi dùi ở phía Song Hee Kyo và cho rằng là chắc chắn cô đã phải làm điều gì đấy sai kinh khủng khiếp lắm. Thì một người điềm tĩnh như Song Yong Ki mới phải gay gắt đến mức như vậy. Và phần lớn netizen Hàn thì đều đổ lỗi cho Song Hee Kyo trong vụ ly hôn này. Bên cạnh những đối tượng bị nghi là gian díu với đôi vợ chồng nổi tiếng thì những cái thông tin bên lề xoay quanh hai nghệ sĩ cũng gây chú ý. Mới đây, trang Korea Times lại cho hay Song Yong Ki và Song Hee Kyo chưa bao giờ ở chung căn nhà ở Itaewon, nên không có chuyện họ ly thân nhiều tháng trước khi chính thức chia tay. Sport Chosun bổ sung thêm là đôi vợ chồng đã ở riêng từ tháng 9 năm 2018, chỉ 11 tháng sau đám cưới. Ngoài ra, bạn bè Song Hee Kyo còn kể rằng từ đầu năm đến nay cô sụt đến 5kg, đến mức nhẫn cưới thường bị tuột. Người này cho biết thêm Song Hee Kyo buồn bã và thường xuyên khóc vì hôn nhân không suôn sẻ. Về phía gia đình Song Yong Ki, anh ruột Song Yong Ki cũng đã có động thái xóa ảnh gia đình anh xem phim ủng hộ Song Hee Kyo trên mạng xã hội cá nhân, đồng thời bỏ theo dõi luôn cô em dâu cũ như muốn xóa mọi dấu vết về cô. Tạm gạt các tin đồn hại não sang một bên, vậy thì hậu ly hôn Song Yong Ki và Song Hee Kyo sẽ như thế nào? Trái với các tin đồn trước đó rằng hai vợ chồng sẽ mất nhiều thời gian cho việc chia tài sản hay thỏa thuận sau ly hôn, theo thông tin từ công ty quản lý của Song Hee Kyo, UAA Korea, cặp vợ chồng sẽ không có khó khăn nào để đi đến thỏa thuận chung trong việc ly hôn. Thủ tục xử lý đơn ly dị sẽ diễn ra trong khoảng 1 tháng là hoàn tất, không hòa giải. Tuy nhiên, Song Hee Kyo được coi là một trong những nữ hoàng quảng cáo của xứ Hàn. Nhiều người lo ngại việc ly hôn sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn thu nhập của nữ minh tinh, cũng như giá trị thương hiệu, vị thế của cô trong ngành công nghiệp quảng cáo. Thông tin cho hay nhiều nhãn hàng quảng cáo lao đao vì tin Song Hee Kyo ly dị khi có những tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh diễn viên cũng như nhãn hàng. Một số nhãn đang cân nhắc tìm người thay thế. Tính đến 29 tháng 6 thì tạm thời vẫn chưa có công ty nào hủy hợp đồng với Song Hee Kyo và Song Yong Ki, nhưng nhiều khả năng họ sẽ nhận nhiều yêu cầu thanh lý hợp đồng trong thời gian tới. Cuộc ly hôn còn khiến ngành du lịch địa phương bị ảnh hưởng. Vào năm 2017, thành phố Taebaek chi 230.000 đô la Mỹ để thực hiện dự án công viên lấy chủ đề từ phim Hậu duệ mặt trời, tạc tượng Song Hee Kyo và Song Yong Ki. Đặc biệt vào mỗi mùa hè, nơi đây còn diễn ra lễ hội Hậu duệ mặt trời và lễ kỷ niệm dành cho các cặp đôi Taebaek.
Năm đầu tiên, lượng người tham dự đã lên đến con số 12.000. Năm nay thì chính quyền thành phố dự định sẽ tổ chức sự kiện vào ngày 27 đến ngày 28 tháng 7 sắp tới. Tuy nhiên, nguy cơ cao lễ hội này sẽ bị hủy sau vụ ly hôn chấn động này. Số tiền đầu tư cho lễ hội đã chi ra không ít, bao gồm cả việc xây dựng thêm công viên, nhà hàng, kế hoạch truyền thông, các poster và hình ảnh liên quan đến hậu duệ mặt trời và cặp đôi song song có thể bị lấy xuống, và việc xử lý bức tượng tạc hai người hôn nhau cũng trở thành vấn đề khó khăn mà chính quyền nơi đây phải đối mặt. Chính vì tình cảnh đáng lo này mà không ít cặp đôi showbiz tuy là đã tan vỡ nhưng vẫn cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp trước công chúng để không bị ảnh hưởng. Có thể thấy mấu chốt của những tin đồn luôn nằm ở nguồn tin thân cận. Bạn của A, người quen của B, người thân của A, rồi bạn của bạn B. Không hiểu mấy đâu ra mà lắm nguồn tin thân cận đến như thế. Thế nên các bạn ạ, hãy tỉnh táo khi đọc mọi tin đồn và thời gian sẽ trả lời cho mọi thứ. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số Hit Hà Drama lần sau nhé. Bye bye!